Đây bà ngoại đang làm cho ông ngoại một cái tô, một cái bánh xèo. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi nó có sức chứ để làm gì không ăn, con thấy ông cà rung rung vậy. Ăn miếng đi. Nhường cho cháu ngoại vô đâu mà nhường, ờ, đây nó ăn tụi nó no rồi. Để giò đi xuống đây. Để giò xuống coi, ngồi lại thẳng vậy coi. Trời ơi. Nằm hoài. Làm gì mà rung dữ vậy ta? Em vặn đi. Trời ơi, ở đây còn, ở đây còn. Ở đây còn hai ba cái nữa, ăn đi. Đừng có người nhường, đừng có giành nhau. Đừng có nhường nhau chứ quên, đừng có nhường nhau, làm đi. Nè ông ăn đi. Nè cầm cái tay vô quất đi. Ăn không thuốc vô. Em nhất chưa lắm mà ăn không được đâu. Em ăn đi. Trời ơi, đút đút. Đút đi gắn áo uống đút ăn miếng đừng uống thuốc. Dạ chờ anh Chí ơi. No hả? Con no hết rồi. Nè. Cháu no hết rồi. Ăn đi. Quá trời ông rung vậy. Còn nước mắm cái gì hả anh Chí? Nè. Dồn để lại đi, đừng cứ ngăn luôn đi. Trời ơi. Ông ngoại này thiệt tình. Ông ngoại không cắn được. Sao không hả cái họng bự ra? Hả không được hả? Dẹp chỗ rồi cửa nhà kìa. Trời ơi, gì mà rung dữ vậy? Múc ăn đi. Em ăn đi. Ăn đây. Cái này đem vô. Chết đi. Em ăn đi, em với mẹ ăn hết luôn đi, đừng có cất. Ăn đi, ăn hết đi. Em ngồi em ăn luôn trương cơm mà. Bà ngoại, lại quất luôn đi ngoại. Con ăn nữa. Con ăn nữa hả? Thì đó cởi nó con, cởi nó con còn cho ăn đi. Không ra ăn đi. Ăn lại cho tôi uống cũng khó. Trời ơi, con đầu ông già này dữ lắm mà ở trong này á thì ổng không có chịu ở. À. Ăn thì ăn, ăn thì thôi, ăn rồi cái đầu qua chậm nữa. Quýnh mày đó. Nè, rau nè. Khổ dữ lắm mày. Nè. Sao hả? Không được, bà nhà này đâu có hộp cơm nào. Không nè. Được. Không được. Ăn hộp chết liền. Sao chết? Nói sao chết, khức mẹ rồi, mệt quá. Dẹp cho ổng đi, không ăn ăn. Rồi để cho ổng phải không? Rồi để cho ổng đi. Chú ơi, chí này ở ngoài sẵn người vạp phải không? Không phải. Mày ăn không? Trời ơi, gì đâu mà ông không gán ăn vô, uống thuốc đồ gì, ông thấy ông cà gung gì, sắp sửa ra đi quá hả? Dạ, ông gọi từ cháu ngoại, với con được, với bà được gọi từ. Nhưng ông ăn vô ông mới có sức chứ để ông nằm xuống một cái rồi ai mà lo ông nữa. Thôi. Cứ để đi nè, ông ăn không ăn. Ăn không được em à. Ăn không được em à kìa. Bây giờ đi ra bệnh viện rồi, bệnh viện chưa khám bệnh chưa lòi ra bệnh gì là rút kim chạy về rồi. Hồi đó sanh mấy đứa này ở đâu? Mẹ ăn. Cũng trốn về luôn không? Không, nó có giấy gì hết trơn à. Giấy đâu? Giấy mất hết trơn rồi. Trời ơi, bây giờ làm giấy khai sanh là gian nan. Giấy nó còn mà mai. Mất rồi. Mà đợt trong nhà tới giờ mất tiêu rồi. Ba nói hai ba khổ lắm, không có bày ở nhà tôi, không có tôi hả là con sáu tôi nó khổ dữ lắm. Ba cái giấy bây giờ con nói cô thằng Thành nó lớn rồi, bây giờ là chuẩn bị đưa nó vô lớp 1 là dư luôn rồi đó. Dư ở tuổi rồi. Có mà. Mất giấy rồi. Ở trên ba này còn. Nó có vô ba mày. Có vô khẩu không ba thì có. Vô khẩu mà giấy khai sanh đâu mà. Khai sanh có. Hồi đó có làm giấy khai sanh không? Có. Nó mất rồi. Nếu mà còn giấy khai sanh làm ở đâu? Ở đây nè. Làm ở đây thì vô người ta, nếu mà có giấy khai sanh thì vô chổng là dễ rồi, vô chổng thì người ta chỉ lục lại, người ta cấp lại cho cô cái bản sao thôi. Rồi chừng nào chồng em chừng nào về? Chiều nó mới về. Chiều về rồi thứ hai, bữa nay thứ bảy nè. Chủ nhật thứ hai, nó có kêu nó nghỉ một ngày đi, anh vô anh dẫn hai vợ chồng đi vô làm giấy tờ cho mấy nhỏ cho xong. Còn chị kia bây giờ là đi tha phương rồi phải không? Tha phương nữa rồi. Chị kia bây giờ con không biết đâu luôn rồi, bây giờ không biết sao làm giấy nữa, chị kia là mấy gian nan, chị kia là bà Khâu không có nguồn gốc ở đây. Còn Mai thì nó có trong cái sổ hộ nghèo rồi cô, khỏe rồi cô. Bị gì vậy? Nó có giấy căn cước ở đây nè. Ai? Nó này nó có giấy căn cước, mất tiêu rồi, mất ở đây luôn, mất giấy đây luôn. Có căn cước công dân đây luôn phải không? Thì dễ rồi. Còn cái chị kia á, chị kia là gian nan, chị kia là... Nó, bởi vậy giờ làm giấy tờ chị kia mới gian nan. Nam giờ đi coi. Bi chỗ khác liền cho mẹ con. Còn ăn nữa không con? Còn ăn nữa xin ngoại miếng nữa. Cho nó miếng nữa đi cô. Ăn nữa không? Ăn nữa. Xé cho nó miếng da với miếng thịt. Chan nước mắm vô lấy cái nè, muỗng nè. Còn Thành ăn nữa thôi Thành. Không ăn mày ngồi quậy mày. ngồi nhép miệng cho chú Chiến thèm chơi mà. Xanh thằng nữa hả, tầng thằng nó chú Chiến ơi, đi lên bệnh viện lớn mà nuôi nó đó.
Nó bệnh hả? Sanh ra nó bệnh hả? Sanh ra nó bệnh, nó thiếu tháng nữa. Trời ơi. Rồi con Út cũng thiếu tháng đi lên trên nữa. Bây giờ là bây giờ nó tới tuổi học rồi, mùa hè này con gán làm giấy tờ. Vậy làm giấy làm con làm giấy tờ chừng rồi. đừng cho đầu hè nó vô nó học. Nó vô học lớp 1. Ăn đi cưng ơi. Ăn đi, ngày mai có gì anh vô anh mua cho cái khác chừa đi, mình đang ngon mà chừa cái gì. Trời ơi, ông già vợ nghe đã chừa cho thằng rể với em. Ấy đi chừa đi, ngày mai anh vô anh quánh cho một số nữa rồi chồng ăn sau. Nghe ngoại mình đang ngon mà. Sao á, làm đi, tự nhiên nhỏ nó nói vậy bà ngoại phải thôi luôn rồi. Em ăn đi em. Đó thấy chưa? Mẹ, em ăn hả? Em ơi. Nãy biết có bà ngoại đi giả trong chục cái luôn sức ăn. Trời nó ngon nè. Quá ngon. Miếng nữa được. Còn ăn đi. Còn này mua ngoài chợ rồi mua miếng ăn hết. Ừ. Con với mẹ ăn đi, đừng lo cho cha. Cái gì hoài, con với mẹ ăn đi, đừng lo cho cha hoài. Gia đình này ngộ mạnh, ai mới nhường giết ai cũng đói hết trơn. Bây giờ chú không ăn vô không có sức khỏe mà được chứ, đừng uống thuốc đồ, đừng khỏe không mới nuôi được mấy con cháu ngoại. Dạ. Nay nhiêu rồi? 74 rồi mà yếu kiểu này đi nuôi sao mà nuôi nổi, sao mà chờ nó cứ vợ nổi, nó mới có 5-6 tuổi à. Gì mà nói chuyện mà rơi nước mắt vậy hả? Mấy ngày nay con cũng làm bệnh gì dạ, sao cứ khóc. Sao mà khóc? Vì con thì có giờ ba đứa cháu ngoại này rất phần rễ nhịn ăn nhịn uống cho con cháu ngoại. Mà sức khỏe của chú vậy chú phải ăn vô mới được thôi. Dạ, nhường cho con cho cháu. Bới cơm đi, bới cơm đi, chứ bánh xèo không nhường cho mấy nhỏ rồi, bới cơm đi. Khổ thiệt chứ. Thôi, tôi chưa cho con rể đi. Chưa cho con rể đi. Vậy là bà ngoại xuống hồi nào? Hả, bà ngoại xuống hồi nào ngoại? Tôi không xuống rồi, đâu cơm nữa rồi. Làm sao? Mình đâu vào đây mà xe tôi cầm xá là no luôn. Trời ơi. Ra ngoài bệnh viện 3 bữa rồi hả? Dạ, 3 bữa. 3 bữa rồi. Dạ. Rồi cô ở ngoài. Tôi ở ngoài. Con nhỏ này chiều là nó đi về nó bỏ. Cô ngồi vậy đi, ngồi mình nó chuyện nằm đưa nó chóng mặt quá. Vậy là cô ra ngoài nuôi nó 3 bữa. Dạ. Còn bác sĩ nói làm sao? Thì bác sĩ nó theo dõi hoài vậy đó, chứ nó không có nói gì hết trơn á. Đây các bạn ơi, con. Bây giờ là vậy là về luôn chứ không có dạ. Không có ở ngoài. Không có ở ngoài xin tiền được mới xin tiền mà không có gì hết trơn. Rồi mấy thôi đi về mà mấy cô ngồi nó đưa xuống phòng cung cấp lên phòng cung cấp nằm mấy ngày. Dạ. Cái ban đầu nó đưa xuống trại ngày qua. À. Cái tôi nói thôi và cái mấy cô ở kế bên nó nói giờ bà xin tiền ai giờ tôi đi tuốt lên tới đầu. Người ta cho cũng 5-10 ngàn thôi chứ đâu có cho nhiều. 5-10 ngàn vậy là được rồi đó. Dạ. Vậy các bạn con ơi. Con để đi con làm cái gì vậy con? Mày có lỗ tai mày. Con để các bạn im đi. Rồi cái mới đi ra ngoài rồi tôi ở ngoài. À, chiều cũng quậy về đó. Tôi ra là nói gì nó bỏ. Lấy ghế cho chú Chiến coi. Bỏ ngõ nằm mình một ngoài á, mình nằm ngoài khu không cung cấp á, tôi mới khóc tôi nói thằng ơi con vậy bỏ vậy nè. Hai chị em mà con nhỏ kia không nuôi. Không có nuôi có một ngày ba nó đưa ra ngoài là chiều lại nó lơ lỗi về nó bỏ ngõ nằm ngoài mình vậy. Ờ. Rồi cái bắt đầu tôi mới ra ngoài thấy nhỏ nằm ở ngoài mình ngoài cái tôi khóc. À. Cái mình thấy con mình tuổi ra ngoài ngồi mới nuôi. Dạ. Cái đêm nó thức cho mấy đứa xuống dưới nằm. Xuống dưới ta đưa vô tại cái bên nó cho nằm, tôi mới nằm dưới đất. Nói thôi mình nằm ở dưới này để con mình nó nằm khỏe khắn một mình nó dễ hơn mình. Dạ.
mình lớn rồi, lớn tuổi mà lên đây nằm nữa là con mình nó nằm, nó chặt cứng mình sao nằm, tôi mới xuống cái đất mới nằm. Dạ. Đi xin cơm ăn mà ăn không có được, xin cháu hôm qua ăn cũng không được, nhảy kia ăn cũng không được. Dạ. Con mà đau vậy ở nhà vợ chồng chứ ăn có hai muỗng cơm, ổng hai muỗng cơm, tôi hai muỗng cơm rồi đó, là chiều lại con tôi rẽ về là tôi đi đó. Dạ. Đi liền, thấp tóc là tôi đi ngoài liền, là nó bỏ con tôi nó đi về. Thôi ở, nó ở ngoài, tôi nói với chú Tiến nó ở ngoài đi. Hai chị em, hai chị em hú hỉ. Rồi tôi ra nó về cũng được, nó bỏ. Vô. Chỗ có khách nè mày. Trời, nó chơi kệ nó, mấy đứa nhỏ này có gì đâu mà chơi. Nó thấy con vô nó mừng chết luôn. Nó mừng dữ lắm. Rồi cái bỏ nó nằm mình một cái nó chết rồi, vô thấy con tôi nằm mình, nó rồi chết rồi, vô phòng lạnh nữa. Dạ. Có mình cô nghiệp cô kia có đi đóng tiền rồi giùm. Đóng hai lần. Tôi đi xin tiền một lần trước, lần sau là tôi mới đóng tiền cho nó, rồi cổ xin tiền cô đóng cho nó ở ngoài nữa. Dạ. Trời ơi, phải có số điện thoại con thì gọi con chạy lại bệnh viện, chỗ con làm chỗ bệnh viện nó cũng gần. Đâu có hay hiếc gì đâu. Cái một mình chạy ra chạy vô chú chứng ơi, giờ ở ngoài thì được rồi đó, mà vô trong này về ngoài này tốn tiền. Hỏi chú đi về cái trăm mấy. Thế là chú ra ngoài. Trở ra ngoài nữa là đồ bỏ nó nằm mình ngoài. À tiền còn, xe hả? Dạ tiền xe, tiền cổ, tiền đủ thứ hết. À. Chú nó coi ra nằm, bây giờ mình bỏ con mình nằm ngoài mình chạy về trong này làm gì? Thì để ông ngoại đây nơi giữ ba nhỏ. Ông ngoại ở nhà giữ ba thằng nhỏ đó. Rồi vô ba thằng lục lăng nè. Con Mai đâu rồi, lại đây coi. Lại lấy cái ghế ngồi đây coi. Rồi sao giờ nghe, giờ nghe sức khỏe làm sao? Nó cũng khỏe, nghe đâu có gì đâu, bình thường á. Rồi bữa hổm mới triệu chứng làm sao mà đi ra bệnh viện? Nó tự nhiên nó đau bụng, nó phát cái đau lên nhào. Ngoài vô nó bị. Vô nó bị xong rồi cái ngoài vô biển cái nó không cho được em thuốc, hai uống thuốc hồi nhầm nhìn người hoài. Tụi nó có chở đi siêu âm siêu bụng gì không? Chở đi siêu âm, ta nói ta không có kết quả gì hết trơn á, chưa xong gì hết á, rồi cái ta nói là dự trứng nó bị đau bà tử luôn. À. Vừa trúng bà tử nữa. À. Đó trên này vợ là ta nói là đau bà tử chứ không phải là bị thò. À. Ta biết thò là ta tóc của ta mổ rồi. Rồi, rồi người ta chuyện nước biển xong rồi rút kim về luôn. Rút kim nè. Trời ơi. Bốn chai nước biển. Con chai nước biển. Rồi chai. đóng nhiêu tiền, đóng nhiêu tiền bệnh viện? Đóng hai lần. Còn hai lần hai chứ có giấy còn kìa. Giang ra lên em Thành. Đi vô nhà chơi. Hai triệu mấy hả? Ừ. Bây giờ mình trốn bệnh viện vậy đó, một lần sau mà lần sau nữa mình bệnh vô là cái hồ sơ mình còn đó nó phát hiện là nó không có cho mình nhà là điều trị nữa. Chưa gì hết mà trốn bệnh viện. Bây giờ sao tình hình khỏe không? Thấy cho người khỏe không? Có gì đâu, nghe à. Trời ơi, mấy đứa này coi sức khỏe nó như gì đó. Em ơi. Em. Cái gì đó? Cái đó cái gì? Thuốc mà tử. Người ta đưa thuốc cho uống ha. Em ơi. Nó cho về cũng cho thuốc chứ. Bây giờ là cái này là nó cắp thuốc buổi sáng rồi em rút kim về nè, chứ không phải là bây giờ vậy nè. Thứ hai em về em kêu thằng chồng em thứ hai là nghỉ cắt lúa chưa? Cái gì nè? Tưới một miếng nè. Phiếu tạm ứng. Phiếu tạm ứng 500 ngàn. Chắc hai phiếu 1 triệu hả? Thằng lòng là mỗi lần 500 à, không có nhiều đâu. Mà giờ tôi hỏi cái tôi giờ tôi ứng nếu mà tôi lấy lợi á thì tiền đóng này á 400 là 900. Không có tiền, không có bảo hiểm làm sao chú lấy? Chú dám lấy? Nó vậy thì thôi rồi tôi nói thôi đi giờ là đưa nó vậy rồi thì thôi bỏ đi về con ơi. Trời, phải gọi điện cho con cắt tóc, con lấy cái sổ hộ nghèo, con chạy vô xã nhờ anh em in cái thẻ bảo hiểm ra giùm. Đó là thằng này nó bữa hổm hỏi có bảo hiểm rồi, nó nói có mẹ ơi. Nó hỏi bây giờ bảo hiểm ai cất, nó nói ở trong xã rồi, nó đâu có chạy vô được, bữa nó rắn quá tôi đi ngồi đi chỗ khác rồi tôi mới đi ra đổng. Nó mới mượn tiền cái bà chủ cắt lúa hả? Chủ cắt lúa được trăm mấy. Rồi dạ. Tôi dẫn khách đi đó. Dạ. Đi rồi tôi mới lấy tiền đóng thêm vô đây xin mớ tiền nữa. Là trăm mấy. Mình khỏe dạ. Không có gì đâu. Tôi nói với chú Trí ha, có một mình tôi, ngoài cũng trong gì cũng mình tôi. Dạ. Con bây giờ tôi đâu có bỏ ai được giờ. Có hai mẹ, có con, phải ráng lo cho con.
ráng lo kẹo cho nó lập gia đình cho nó mang kẹo đó mà con. Mà con đòi con cho nó lớn đặng cho nó lo mà ăn đặng cho nó nuôi con nó cho lớn cho nó khỏe vợ chồng nó khỏe. Bởi hồi đó tôi ở trong này chú thấy tôi ở đây xong rồi tôi đâu có gì nhà. Dạ, ở lo mấy đứa nhỏ. Dạ, lo mấy đứa nhỏ nó lớn rồi. Giờ dạ. Giao cho nó được rồi. Nó mới cắn. À. Đó. Chú thấy trời ơi, quần áo gì mà tuột lên tuột xuống vô chồng lấy cái quần khác mặc con. Quần áo không ơi. Quần hai mặc không à. Mấy cái bộ đồ mua hổm đâu. Chổng á. Cắn con. Ở nhà lo cho nó. Bây giờ nó khỏe rồi, rồi nó còn ở đây. Dạ. Em nó về ngoài đặng cho thằng lại nó đi mần công ty bây giờ không có tiền chú tới hết lúa rồi bây giờ ăn ở không thời gian rồi nó lo nó nhậu cho ta nướng đi cho nó đi mần cho đi mần chứ để hết vụ lúa là ở không không rồi không có tiền thì sống nữa đó rồi hỏi chứ bây giờ ai cho mình hoài tiền hoài chú đi. Dạ. Nó vậy đó khổ mà bây giờ chú cũng khổ mà tôi chú còn khỏe hơn tôi đó má ăn cái xe đó mà ba chút đi. Đúng rồi. Còn vàng, không chịu ngoại, cứu ơi, khóc rồi. Đêm nào cũng khóc. Ngày nào mà ổng nhậu có chút xíu lắm. Mày đi khóc. Chỗ bà ngoại nó chịu. Bỏ đi. Thả nó đi. Thả đi con. Thả ra. Thả ra đi. Cho nó sống. Thả nó ra đi con. Cho nó sống con. Con đem xe vô đẩm giùm ngoại coi. Thì bây giờ tôi bỏ nó thì giờ ai con mình thử mình mầm bầm còn nó tối ngày nó ăn vậy là nó đi đó không thôi nó cứ lộn tối ngày nó quấn nó đòi móc mắt thằng lại nó quấn thằng lại á bữa đó ha là bầm mình hết trơn ai con nhỏ kia hả con quỷ á thằng quỷ này nè nó hung dữ lắm bỏ ha móc cầm ấy ấy mắt chúng lại cho mình nè xếp luôn hai anh em ruột mà hai anh em ruột mà vậy kỹ nhau lâu nhậu là lâu trứng mà cái nhà của ai nhà của ai người đó ở chứ dành ăn gì nó dành nó ở đây con thằng này ở đây à đó mỗi ngày mỗi mà làm còn nó hả cho gạo biết còn nó đem nó giải ngoài đường trời ơi còn mấy đứa này nhìn đó chết mẹ bởi chú ba ông ba nó nè lao qua dạ.